Chào mừng các bạn đến với kênh Toán học đam mê. Các bạn thân mến, chủ đề 1 tính đơn điệu của hàm số thì chia làm 5 dạng. Dạng 1, xét tính đơn điệu của hàm số cho trước. Dạng 2, xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm số y bằng fx. Dạng 3, xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm số y bằng f(x). Dạng 4, tìm điều kiện của m để hàm số y bằng fxm đơn điệu trên tập D. Dạng 5, tính đơn điệu của hàm ẩn, hàm hợp. Dạng 4, tìm m để hàm số y bằng fxm, tức là hàm phụ thuộc của tham số m đơn điệu trên tập D. Đối với dạng toán số 4 này, thầy chia làm 3 dạng. Dạng 4.1, tìm m để hàm số y bằng fxm đơn điệu trên r. Dạng 4.2, tìm m để hàm số y bằng fxm đơn điệu trên tập D, là tập con của tập r. Dạng 4.3, ứng dụng tính đơn điệu vào giải phương trình, bất phương trình. Trong video ngày hôm nay, thầy chia sẻ với các em dạng toán 4.1, tìm m để hàm số y bằng fxm đơn điệu trên r. Trong dạng toán này, thầy chia sẻ với các bạn hai phương pháp làm. Phương pháp thứ nhất, phương pháp tự luận. Các bạn phải đặt được điều kiện để hàm số đồng biến trên r là đạo hàm lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Điều kiện để hàm số nghịch biến trên r là đạo hàm nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Thực ra còn kèm thêm một điều kiện là đạo hàm bằng 0 chỉ tại hữu hạn điểm. Tuy nhiên những cái hàm mà trong chương trình ta học là đa số những cái hàm đạo hàm bằng 0 tại hữu hạn điểm. Cho nên điều này ta có thể lược bớt. Phương pháp thứ hai là phương pháp trắc nghiệm sử dụng KCO thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể trong quá trình giải bài tập. Trước tiên thì các em cần ghi nhớ cho thầy một số những cái kiến thức cơ bản. Các em ghi nhớ hai định lý cơ bản về cực trị. Định lý thứ nhất là đạo hàm mà dương thì hàm đồng biến, đạo hàm mà âm thì hàm nghịch biến, đạo hàm bằng 0 thì hàm không đổi. Định lý thứ hai là mạnh hơn định lý thứ nhất, đạo hàm lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng 0 chỉ tại hữu hạn điểm hàm đồng biến, đạo hàm nhỏ hơn hoặc bằng 0, bằng 0 chỉ tại hữu hạn điểm hàm nghịch biến. Các em ghi nhớ kiến thức liên quan về dấu tam thức bậc 2. Cho tam thức bậc 2 fx bằng ax bình cộng b cộng c a khác 0. Khi đó, từ việc xét dấu tam thức bậc 2, chúng ta rút ra một số những cái điều kiện hay sử dụng. Fx dương với mọi x thuộc r khi về chỉ khi a dương, delta âm. Fx âm với mọi x thuộc r khi về chỉ khi a âm, delta âm. Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r khi về chỉ khi a dương, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r khi về chỉ khi a âm, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Qua phần B, bài tập trắc nghiệm. Bài số 1, tìm m để hàm số y bằng trừ 1 phần 3 x mũ 3 trừ mx bình cộng 2m trừ 3 x trừ m cộng 2 nghịch biến trên r. Họ cho 4 đáp án như thế này. Trong bài tập số 1 này, thầy chia sẻ với các bạn hai phương pháp làm. Phương pháp thứ nhất là phương pháp tự luận. Thầy nhấn mạnh cho các bạn phương pháp tự luận rất quan trọng. Các bạn muốn học tốt môn toán hay không thì các bạn phải làm chắc phương pháp tự luận. Thứ hai là các bạn cũng muốn làm nhanh trắc nghiệm thì các bạn phải hiểu phương pháp tự luận thì các bạn dùng KCO các bạn mới được thành thạo được. Trước tiên thì chúng ta đi tính đạo hàm của hàm này. Đạo hàm bằng trừ x bình trừ 2mx cộng 2m trừ 3. Đặt điều kiện để hàm số nghịch biến trên r, áp dụng định lý số 2 là đạo hàm nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc r và bằng 0 chỉ tại hữu hạn điểm. Mà y phẩy của chúng ta là anh bậc 2, bằng 0 chỉ tại nhiều nhất 2 điểm. Do đó chỉ cần đặt điều kiện là đạo hàm nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc r. Anh bậc 2 này muốn nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc r thì hệ số a âm và delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Hệ số a họ cho âm rồi. Cho nên chỉ cần điều kiện là delta nhỏ bằng 0. Ở đây các em có thể dùng delta phẩy. Rồi giải ra ta được này. Tính delta ra ta được 4m bình cộng 8m trừ 12 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trở về giải bất phương trình bậc 2 ẩn m. Kiểm tra hai mẫu nghiệm của nó. Hệ số a và dấu bất phương trình trái dấu nhận trong khoảng hai nghiệm. Ta được trừ 3 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn hoặc bằng 1.
và nhìn vào bốn đáp án này ta chọn phương án A. Tiếp theo thì chia sẻ với các bạn phương pháp trắc nghiệm để làm bài tập số 1 này. Các bạn dùng chức năng table của máy tính cầm tay. Trước tiên thì các bạn kiểm tra với số m bằng m không cụ thể, các bạn sẽ có hàm số cụ thể. Đối với hàm số này thì các bạn sẽ dùng chức năng table để kiểm tra tính đơn điệu của nó. Khi kiểm tra tính đơn điệu của hàm số này thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là nếu hàm số không nghịch biến thì ta loại ngay cái đáp án nào chứa giá trị m0. Khả năng thứ hai là nếu hàm số nghịch biến thì ta giữ lại đáp án chứa giá trị m0, loại đi đáp án không chứa giá trị m0. Qua bước thứ hai, tiếp tục quá trình trên với các đáp án ta giữ lại. Đây, cụ thể thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Chẳng hạn đầu tiên thì kiểm tra với m bằng 0 đi. M bằng 0, m bằng 0 nó thuộc đáp án A, đáp án B, đáp án C, không thuộc đáp án D. 1, 7. Nhập vào với m bằng 0 thì ta có hàm trừ tiếp tục không thay vào đây đấy, trừ 3x đây này. Rồi bỏ bằng, bỏ qua hàm gx. Giá trị khởi đầu, giá trị khởi đầu các bạn thường nhập với giá trị là trừ 10 đi. Trừ 10 đi. Giá trị kết thúc các bạn nhập 10. Bước nhảy các bạn sẽ lấy 10 trừ đi trừ 10 là cộng 10 là 20 chia cho 19. Rồi có bảng các bạn dò từ trên xuống dưới này. 335, 267 đang giảm. Đang giảm. 129, 84, 51 đang giảm. Giảm, giảm, giảm. Đang giảm. Giảm. À, như vậy là ứng với m bằng 0 thì hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến rồi thì các bạn sẽ giữ lại đáp án nào mà chứa m bằng 0. Loại đi đáp án nào không chứa m bằng 0, tức là ta loại đi đáp án D. Tiếp tục ta sẽ kiểm tra ba đáp án còn lại, là tiếp tục quá trình đó. Các bạn nên lấy giá trị m nào sao cho nó có tính chất phân biệt giữa các đáp án. Chẳng hạn ở đây thầy lấy m bằng 1, m bằng 1 này. M bằng 1 thì nó thuộc đáp án A, thuộc đáp án B và không thuộc đáp án C. Thì thay m bằng 1 vào đây. Nhập hàm fx trừ 1 phần 3 x mũ 3 trừ x bình. Trừ x bình. Một thay vào đây. Trừ x. Một thay vào đây. Cộng 1. Bằng, bỏ qua hàm gx, nhập giá trị khởi đầu trừ 10, giá trị kết thúc 10. Bước nhảy tiếp tục ta kiểm tra này. Giảm, đang giảm. 37, giảm. Từ trên xuống dưới, giảm. Giảm, trừ 4, giảm, giảm. Trừ 32, giảm. Trừ 61, giảm. Trừ 102 giảm, trừ 159 giảm, trừ 233 giảm, trừ 326 giảm. À, như vậy là từ trên xuống dưới fx giảm, như vậy hàm số nghịch biến. Như vậy những cái đáp án nào mà chứa m bằng 1 thì các bạn giữ lại, những đáp án nào không chứa m bằng 1 ta loại đáp án C, giữ lại A và B. Tiếp theo các bạn nên chọn thử một giá trị nào mà có tính chất phân biệt giữa hai đáp án. Chẳng hạn ở đây thầy thử với giá trị là -4. -4 nó thuộc đáp án B, không thuộc đáp án A. -4 này, thay vào đây. -4 là trừ với trừ thành cộng 4x bình. -4 thay vào đây, -8 -11. -4 thay vào đây, trừ những trừ thành cộng, thành cộng 6. Rồi, bỏ qua. Giá trị khởi đầu trừ 10, giá trị kết thúc 10. Bước nhảy 10 trừ đi trừ 10 là cộng 10 chia cho 19.
Thầy kiểm tra này, sang dòng FX 849 663 đang giảm. 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 183 giảm, 117 giảm, 68, 34 giảm, 12. 1 trừ 2 trừ 1. À, từ trừ 2 này đang giảm này, lên đến trừ 1 lại tăng. Như vậy chắc chắn là hàm này không nghịch biến. Thì đến chỗ này nó tăng này, nó phải giảm hết thì nó mới nghịch biến. Như thế này là không nghịch biến. Như vậy là hàm này không nghịch biến. Ta loại cái đáp án nào chứa giá trị trừ 4? À, loại đáp án B chứa giá trị trừ 4. Chọn đáp án A. Bài 2, số các giá trị thực của tham số M để hàm số bậc 3 này đồng biến trên R là 0, 1, 2, vô số. Thế thì với cách hỏi của bài số 2 này, chúng ta không thể sử dụng máy tính cầm tay để làm được, bởi vì họ không cho giá trị M cụ thể để ta tính. Buộc lòng ta chỉ có một cái cách làm duy nhất, đó là ta dùng phương pháp tự luận. Thông qua cái bài số 2 này, các bạn sẽ thấy là cái vai trò của phương pháp tự luận nó quan trọng như thế nào. Đầu tiên các bạn tính cho thầy y phẩy. Y phẩy bằng 6x bình trừ 6m cộng 2x cộng 6 lần m cộng 1. Sau đó các bạn đặt điều kiện để hàm số đồng biến trên R. Muốn hàm số đồng biến trên R thì đạo hàm phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Bằng 0 thì tại hữu hạn điểm. Y phẩy là bậc 2 thì nó bằng 0 tại 2 điểm rồi. Muốn cái anh tam thức bậc 2 này luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc R thì delta phẩy phải nhón bằng 0, A dương rồi. Ở đây thầy dùng delta phẩy vì hệ số B chẵn. Giải ra, ta được cái anh này. Biến đổi cái anh này ra ta được, nhân phóng ngoặc ra. 9m bình nhón bằng 0. Như các bạn thấy là vế trái luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Muốn cho cái bất đẳng thức này xảy ra thì chỉ có thể xảy ra trường hợp bằng 0, tức là m bằng 0. Nhiều bạn nhầm lẫn là chọn đáp án A, nhưng không phải. Họ hỏi số các giá trị của m. Có mấy giá trị của m? Chỉ có một giá trị của m là m bằng 0. Cho nên chúng ta chọn phương án B. Bài số 3, tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số y bằng x mũ 3 chia 3 cộng mx bình trừ mx trừ m đồng biến trên R. Họ cho chúng ta 4 đáp án như này. Trong bài số 3, các bạn có thể giải bài này theo phương pháp tự luận. Thầy sẽ chia sẻ với các bạn bài này theo phương pháp trắc nghiệm, vẫn là dùng chức năng table. Các bạn cũng tiến hành kiểm tra bình thường. Ở đây các bạn kiểm tra tính đồng biến, tức là nếu hàm không đồng biến thì loại đáp án chứa giá trị m0. Nếu hàm đồng biến thì các bạn giữ lại đáp án chứa giá trị m0. Và cách xử lý ở bước thứ hai khác đi một chút là trong số các đáp án giữ lại, các bạn chọn đáp án có giá trị nhỏ nhất. Thầy dùng chức năng table, thầy kiểm tra đối với cả hai hàm fx và gx luôn. Với m bằng trừ 5 thầy thay vào đây, thầy có hàm fx là x mũ 3 chia 3 trừ 5x bình phương cộng 5x cộng 5. Ấn dấu bằng. Chuyển qua hàm gx thì thay m bằng 0, kiểm tra đáp án B. Thầy vào đây, x mũ 3 chia 3. Nhập giá trị khởi đầu là trừ 9. Nhập giá trị kết thúc là 10. Thầy nhập như vậy để lấy giá trị cuối trừ giá trị trị đầu là bằng 19 chia 19 mà bằng 1 cho nó chẵn. Rồi bây giờ thầy kiểm tra này. Trừ 688, trừ 525 đang tăng, trừ 389 đang tăng, tăng. Trừ 186 đang tăng, trừ 116 tăng, trừ 64 tăng, trừ 27 tăng, trừ 5,33 tăng, 5 tăng. Tăng. Trừ 2. À, các bạn thấy này, đang tăng, từ 5 đang tăng lại giảm, chứng tỏ là đối với m bằng trừ 5 thì hàm số không đồng biến. Các bạn loại đáp án A ngay. Các bạn kiểm tra đáp án B này, thử xem nào. Rồi, trừ 243, trừ 170 đang tăng này, trừ 114 tăng, trừ 72 tăng, trừ 41 tăng, trừ 21 tăng, trừ 9 tăng, trừ 2,66 tăng, trừ 0,33 tăng, 0, 0,33, 2,9, 21, 41, 72, 114,
cho 70 tăng. Như vậy là với m bằng 0 thỏa mãn. Như vậy tạm thời ta giữ lại đáp án m bằng 0 và ta loại đáp án m bằng trừ 5. Thì kiểm tra tiếp đáp án C và đáp án D. Quay lại nhập. Với m bằng trừ 1 thì thay vào đây x mũ 3 trên 3 trừ x bình phương. Một đây đây, cộng x cộng 1 gx m bằng trừ 6 thì thay vào đây x mũ 3 trên 3 trừ 6 x bình trừ với trừ thành cộng 6 trừ cộng 6. Rồi. Giá trị khởi đầu, giá trị kết thúc bước nhảy. Rồi, thì kiểm tra từng hàm một. Trừ 332, trừ 200 đang tăng. Trừ 169 tăng. Trừ 113 tăng. Trừ 70 tăng. Trừ 40 tăng. Trừ 20 tăng. Trừ 7 tăng. Trừ 1 tăng. 1 tăng. 1,33 tăng. 1,66 tăng. 4 tăng. 10 tăng. 22 tăng, 43 tăng, 73 tăng, 115 tăng, 172 tăng, 244 tăng. Như vậy m bằng trừ 1 thì hàm số đồng biến. Như vậy giữ lại cái đáp án này. Kiểm tra đến rồi, với ứng với m bằng trừ 6 này, trừ 777 tăng, trừ 596 tăng này, trừ 444 tăng này, trừ 318 tăng này, trừ 215 tăng, trừ 135 tăng, trừ 75 tăng, trừ 32 tăng, trừ 6 tăng, 6, 6,33, trừ 3, à đang tăng lại giảm, chứng tỏ ứng với m bằng trừ 6 thì hàm số này không đồng biến, loại đáp án D. Như vậy là khi mà ta kiểm tra ta loại đáp án A và đáp án D, còn lại B và C. Trong số hai đáp án nào, số nào nhỏ nhất ta chọn, à ta chọn đáp án C. Như vậy chọn phương án C. Bài số 4, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cho cái hàm số y bằng x cộng m cos x đồng biến trên R. Họ cho 4 đáp án như thế này. Đối với bài số 4, thầy sẽ chia sẻ với các bạn cả hai phương pháp làm tự luận và trắc nghiệm để các bạn rút ra cái hướng làm tối ưu cho mình. Trước tiên thì thầy chia sẻ với các bạn phương pháp làm tự luận. Các bạn tính đạo hàm của hàm này là 1 trừ m sin x. Đặt điều kiện để hàm số đồng biến trên R. Thì hàm số đồng biến trên R là đạo hàm lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Tức là 1 trừ m sin x lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Thì ký hiệu cái mệnh đề này là sao? Đến đây để xử lý cái anh sao này, chúng ta phải xét 3 trường hợp của m. Trường hợp thứ nhất là m bằng 0. Ta thay vào đây, m bằng 0 thay vào đây là 1 lớn bằng 0 luôn đúng. Chứng tỏ m bằng 0 thỏa mãn. Vậy m bằng 0 ta nhận. Trường hợp thứ hai là ta xét là m dương. M dương thay vào đây là chuyển ra 1 lớn hơn m, lớn hơn hoặc bằng m sin x, tức là sin x nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên m. Nhưng vì sin nhận giá trị từ trừ 1 đến 1, cho nên muốn điều này luôn đúng thì ta phải 1 trên m phải lớn hơn hoặc bằng 1, tức là m nhỏ hơn hoặc bằng 1, và kết hợp với điều này là m lớn hơn 0 luôn. Vậy trường hợp thứ hai ta có 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Trường hợp thứ ba, m âm. M âm thì khi đó ta có này, 1 lớn bằng m sin x mà chia cả hai vế cho m thì ta có sẽ sin x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 trên m. Vì chia cả hai vế cho một số âm bất phương trình đổi chiều. Đến đây này, kết hợp với điều kiện m âm và điều kiện này thì m phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Cái anh 1 trên m phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1, do đó m này phải lớn bằng trừ 1. Lấy hợp của 3 trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3, ta có trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tức là trị tuyệt đối của m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chọn phương án A. Tiếp theo thầy chia sẻ với các bạn phương pháp trắc nghiệm để làm bài tập số 4 này. Đầu tiên thầy chọn giá trị m0. Thầy chọn giá trị m0 sao cho nó có tính chất phân biệt giữa các đáp án. Chẳng hạn thầy chọn m bằng 0 này. M bằng 0 thì thuộc tập này, không thuộc tập này này. Không thuộc tập này, thuộc tập này này. Bằng 0 thầy thay vào đây, nhập hàm. Thay vào đây.
A mô bằng 0 thay vào đây thì hàm y bằng x bậc nhất, hệ số A dương, ta biết ngay hàm này đồng biến, không cần kiểm tra thông qua bảng. Như vậy ta sẽ giữ lại đáp án nào chứa m bằng 0, giữ lại đáp án A và đáp án D, loại B và C. Bây giờ ta lại kiểm tra tiếp cái đáp án sao cho nó có tính chất phân biệt giữa hai tập này. Mình nhỏ hơn 1 phần 2 này. Đoạn từ trừ 1 đến 1 này, ta thay m bằng 1, nhập hàm x này, 1 cộng với cốt x. Rồi các bạn dùng chức năng thay bồi, các bạn bỏ qua hàm gx, nhập giá trị khởi đầu là trừ 10, trừ 9 đi. Giá trị kết thúc là 10. Bước nhảy 10 trừ đi trừ 9 là cộng 9 là 19, chia 19, bước nhảy bằng 1. Rồi ta kiểm tra trừ 9,9, trừ 8,145, trừ 6,24, đang tăng, trừ 5, trừ 4, trừ 4,6, trừ 3,98, trừ 2,41, trừ 0,41. À như vậy đang tăng. Như vậy m bằng 1 thỏa mãn hàm đồng biến. Do đó cái đáp án nào mà không chứa m bằng 1 ta loại. Đáp án này không chứa m bằng 1 ta loại. Đáp án này chứa m bằng 1 ta giữ lại. Do đó ta chọn phương án A. Bài số 5, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm bậc 3 này nghịch biến trên R. Họ cho 4 đáp án như thế này. Trong bài số 5 thầy cũng chia sẻ với các bạn hai phương pháp làm tự luận và trắc nghiệm để các bạn so sánh. Trước tiên thầy chia sẻ với các bạn phương pháp tự luận. Các bạn tính đạo hàm. Sau đó các bạn đặt điều kiện để hàm số nghịch biến trên R, đạo hàm nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc R. Thầy ký hiệu cái mệnh đề này là sao? Lưu ý là khi mà giải cái ánh sao này, các bạn thấy là đạo hàm của chúng ta là còn phụ thuộc, cái hệ số bậc 2 còn phụ thuộc vào tham số m, nó chưa phải là tam thức bậc 2, cho nên ta không giải quyết như tam thức bậc 2 được. Buộc lòng ta phải xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hệ số m bằng 0, y phẩy của chúng ta là 2x-6, chứng tỏ m bằng 0 không thỏa mãn, loại m bằng 0. Trường hợp thứ hai m khác 0, khi đó thì ta biết đẳng thức sao sẽ tương đương với hệ số A âm, delta nhỏ hơn bằng 0. Ở đây thầy dùng delta phẩy. Giải cái hệ này ra, m nhỏ hơn 0 thì anh này nhỏ bằng 0. Biến đổi bước nữa, dưới là bất phương trình bậc 2 ẩn m, ta giải như bất phương trình bậc 2 ẩn m. Ta so sánh dấu hệ số A và dấu bất phương trình là trái dấu, như vậy nhận ngoài quả được, ngoài khoảng 2 nghiệm. Lấy dao của hai trường hợp này, ta được là m nhỏ hơn hoặc bằng 2 trừ căn 6 chia 2. Do đó ta chọn phương án C. Tiếp theo thì chia sẻ với các bạn phương pháp làm trắc nghiệm. Tương tự như phương pháp làm trắc nghiệm các bài trước, các bạn cũng kiểm tra tính đơn điệu bằng chức năng table. Ở đây thì kiểm tra với m bằng 3. M bằng 3 là thuộc tập D, thuộc tập B này, nhưng mà không thuộc tập A, không thuộc tập C. Như vậy ít nhất thầy sẽ loại được hai đáp án. Thay vào đây, thầy kiểm tra m bằng 3 cho nó nguyên dễ tính. Alpha x mũ 3, 3 thay vào đây, trừ 2, 3 thay vào đây, cộng 3x, cộng 1/3. Bỏ qua hàm gx, nhập giá trị khởi đầu thì nhập trừ 9 đi, giá trị kết thúc thì nhập 10. Bước nhảy 10 trừ cho trừ 9 là cộng 9, bằng 19 chia 9 bằng 1. Rồi thầy dò này, trừ 917, trừ 663. À ngay từ giá trị đầu tiên nó đã tăng, chứng tỏ hàm này không thể nghịch biến trên R. Như vậy ta loại cái đáp án nào mà chứa m bằng 3, loại B và D, giữ lại A và C. Tiếp tục, trong hai đáp án này ta lại chọn giá trị m0 có tính chất phân biệt giữa hai đáp án. Chẳng hạn thầy chọn m0 bằng trừ 3, thuộc tập C không thuộc tập A. Thay vào đây, trừ x mũ 3, trừ 3 thay vào đây, trừ nhân trừ thành cộng 4x, thay vào đây, trừ 15, trừ 15x cộng 1/3 loại bằng.
giá trị khởi đầu, giá trị kết thúc, bước nhảy. Rồi thầy dò giảm, giảm 300 giảm, 188 giảm, 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 giảm. Như vậy từ trên xuống dưới Fx giảm chứng tỏ hàm nghịch biến. Như vậy ta giữ lại đáp án nào chứa m bằng trừ 3. Loại đáp án nào không chứa m bằng trừ 3. Loại A, chọn C. Bài số 6, có bao nhiêu số nguyên m để hàm số bậc 3 này đồng biến trên R? Cho 4 đáp án 0, 1, 2, 3. Bài này các bạn không thể dùng máy tính cầm tay, không thể dùng, bởi vì không có giá trị m cụ thể. Ta dùng phương pháp tự luận, tính đạo hàm. Rồi, đặt điều kiện để hàm đồng biến trên R, đạo hàm lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Giải ra delta nhỏ hơn 1 bằng 0. Ở đây thì dùng delta phẩy vì hệ số B chẵn. Giải ra ta được biến đổi ra 9m bình nhỏ bằng 0, vế trái luôn luôn không âm. Như vậy bất đẳng thức này chỉ xảy ra khi m bằng 0. Như vậy ta hay sai lầm là chọn A. Họ hỏi là bao nhiêu số nguyên m, có bao nhiêu số, chỉ có một số, chọn đáp án B. Như vậy là trong cái video này thì thầy chia sẻ cho các bạn hai phương pháp làm tự luận và trắc nghiệm để xét tính đơn điệu của hàm có chứa tham số. Thì mỗi một phương pháp nó có tính ưu và nhược điểm của nó. Các bạn cố gắng thành thạo hai phương pháp. Nhất là cái thời kỳ mà bây giờ làm bài tập trắc nghiệm như này thì các bạn cố gắng biết cách dùng máy tính cầm tay để giải quyết bài tập trắc nghiệm. Các bạn làm thêm cho thầy một số bài tập tự luyện. Và có vấn đề gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận, thầy sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của thầy.